Ai, ui, quái thật trưởng. Bất ngờ thế. Ui, thật như này. Bạn bất ngờ mình luôn này. Ui, bạn em mình sợ, bạn em mình sợ. Và ai nhở? Gì đấy? Chơi vui à nhá. Ok, 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 tầm này chơi vui à nhá. Ra đấy. Cái đậu xanh này. Ui, quái trưởng. Sợ thế. Ra đây em ơi. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Giỡn nó xíu anh em ơi, ra đây. Úi dồi này. Tuổi gì? Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật Capella, một nhân vật đang rất là hot trong phiên bản OB21 của chúng ta, được lấy ý tưởng từ ai ngoài đời thật. Trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Yo anh em, nhân vật Capella của chúng ta được lấy ý tưởng từ nữ ca sĩ Lisa trong nhóm nhạc Blackpink nổi tiếng. La Lisa Malabo được biết đến với nghệ danh Lisa là một nữ ca sĩ vũ công người Thái Lan. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink. Cô sinh năm 1997, năm nay 23 tuổi, trùng hợp với số tuổi của nhân vật Capella trong game Free Fire. Nhân vật Capella trong game Free Fire có nhiều nét tương đồng với nữ ca sĩ Lisa ngoài đời thật. Là người được chọn cho khuôn mẫu tiêu biểu của nhân vật Capella, Lisa ngoài đời thật vô cùng xinh đẹp. Và ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh cosplay của nữ ca sĩ Lisa và pet boring trong game Free Fire. Hello mọi người, và lại là mình đây anh em ơi, Sĩ Kẹo đây anh em ơi. Vâng thì bây giờ sẽ là video trải nghiệm Capella trong Free Fire nhá. Úi dồi này, gì đấy em ơi. Phải nói là vô cùng đơn giản thì Kẹo đã có được một mạng đầu tiên rồi các bạn nhá. Nếu như mà anh em thấy video của mình hay, đừng quên là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ngày hôm qua thì mình mới mua cái gói nhân vật của con nhân vật Capella này với giá là 1.100 kim cương, nhưng mà được giảm giá nữa cơ anh em ơi, được discount giảm giá tận 150 kim cương, tính ra đâu đấy là mình mua nó với 900 kim cương luôn. Phải nói là rất là rẻ đúng không nào mọi người. Hiện tại thì do nhân vật Capella nó mới ra nên là đang được rất là khuyến mãi nha, các bạn có thể là vào trong shop để mua nhá, đang sale 50% anh em ạ. Ui, và đây, tính năng mới đây. Xe máy trong game Free Fire thì các bạn có thể là có hai chỗ nha, tức là một người ngồi lái, một người ngồi sau này, ví dụ như vậy. Thì nó vô cùng là thú vị đúng không nào. Đây, tôi sẽ sớm làm clip chơi đua với đồng đội để cho anh em có thể thấy được rằng là xe máy nó bá đạo cỡ nào. Ui, anh em làm gì đây? Úi dồi ôi, dựng bom keo á, chạy nổi không em? Ui, chạy làm sao được. Nghĩ gì tính chạy với Sĩ Kẹo chơi anh em. Úi dồi ôi, thế này là bạn sai lầm rồi. Ấy, và let's go thôi mọi người. Trong game Free Fire bây giờ, ngay ở trong đấu rank và kể cả đấu thường nữa thì sẽ xuất hiện một cái khinh khí cầu, mình tạm gọi là như vậy nha anh em ơi. Cơ bản thì nó sẽ bay khắp cả map luôn và nó tặng một cái hòm như kiểu là hòm thính vậy, nhưng mà nó sẽ auto mở sẵn. Ngày hôm qua thì mình đã chơi, mình đã trải nghiệm rồi. Thôi thì tí nữa tôi sẽ tìm nó cho anh em coi. Đấy thì nó bay cứ tập tầm như vậy thôi. Ui, ở đây có người này. À, đủ này thanh niên này. Làm gì vậy hả? Lút xác này. À, mày trốn đúng không? Mày trốn nổi không em? Rồi anh em chờ tôi tí, tôi qua tôi vả nó luôn này. Thanh niên rơm rơm này, nghĩ sao đòi trốn với tôi chưa anh em. Rồi nha, ok đây. Tôi qua đây, xem nó làm gì ở đây này. À, đủ này, cái gì đấy hả em ơi? Vâng, vô cùng đơn giản đúng không nào. Như vậy là mình có được 3 kill rồi nhá. Cực kỳ đơn giản nè. Ok mọi người, rất nhiều trang bị luôn nhá.
Và đây anh em, tôi sẽ cuốn máu cái đã. Xôi nhá, khá là ngon lành nhở. Ngoài này chúng ta có gì đây? Đậu xanh. Mình thì mình không chơi gấu da anh em. Đó, các bạn không thể bắn được cái khinh khí cầu nha anh em. Ui, tôi ước gì là có một cái cách nào đấy tôi có thể bay lên trên được. Ví dụ thế chắc sẽ khá là thú vị đây. Chắc là mình sẽ tìm kiếm xem có cái góc lag nào có thể giúp anh em bay lên trên cái khinh khí cầu không. Phải nói là trông nó rất là thú vị luôn anh em ơi. Rồi nha, ok. Thì nó sẽ có những cái vị trí đây anh em để ý nhá. Vâng, và tôi sẽ đi theo nó thôi. Đấy, đi theo nó để kiếm được cái hòm nhá. Review trải nghiệm luôn cho những anh em chưa biết. Thì cái hòm đồ này nó cũng có một vài đồ ấy. Theo mình đánh giá là nó hỗ trợ anh em khá là nhiều, chứ không phải là đồ xịn sò như đồ trong thính chẳng hạn này. Đây các bạn chỉ cần là đến gần cái chỗ mà khinh khí cầu nó sẽ dừng lại nhá. Đây, tôi sẽ xuống đây. Các bạn thấy không ạ? Đó, nó đang thả giống kiểu thả một cái hòm tiếp tế á. Rồi, ok được luôn này. Và đây, oh man, đó. Nó hỗ trợ cho anh em được một số như kiểu là súng trường này, súng shotgun này, thêm một số đạn cũng như là máu nữa. Đấy. Và ngay sau khi có người lượm ấy thì cái khinh khí cầu nó sẽ chuẩn bị bay thôi. Anh em thấy không ạ? Đấy, nó lại bay chỗ khác anh em ạ. Tức là cả trận đấu thì một cái khinh khí cầu nó sẽ bay rất là nhiều lần. Và cơ bản là anh em phải để ý cơ, để ý cái lúc nó bay ấy. Nên là nó sẽ có rất là nhiều, giống như kiểu là tự nhiên có một đống trang bị ấy. Chứ không phải là thanh niên nào rảnh rỗi là giải rác trang bị cho anh em lượm đâu. Rồi nha, đấy là do cái khinh khí cầu nha. Ui, mình đi xe ngu quá các bạn ạ. Đậu xanh, đi xe ngáo vãi. Ngồi yên sau nha. Đấy, thả trôi xe. Ngầu không? Ngầu không? Các bạn thấy ngầu không? Công nhận khá là ngầu ấy. Ui, vãi trưởng, thanh niên nào đấy? Ui dồi ôi, cái gì đấy? Hôm nay test qua nhân vật mới, thôi mà làm gì mà căng? Ui dồi ôi. Rồi nha anh em, chờ xíu. Tôi còn máu đã. Ui, vãi trưởng. Không sao, nãy thì mình lượm khá nhiều bông keo. Ui, chạy đâu Hải em ơi, chạy đâu hả? À đù này, vỡ đầu. Làm quả headshot sưng sương luôn anh em. Như vậy thì hiện tại kẹo đang có được 4 kill rồi nhá. Đấy, mấy thằng rơm rơm này thì nói chung làm gì có tuổi với kẹo nhá. Ok, vâng, như vậy là mình đã bơm đầy máu rồi. Tầm này thì có thể là thoải mái tự tin leo rank kiếm top 1 thôi anh em nhá. Ok nhá, lên trên lượm sát này. Ui, nhiều đạn thiểu liên thế. Ngon này anh em ạ, không lo thiếu trang bị nhá. Ui, làm quả XM8 này. XM8 thì theo như mình đánh giá là trong phiên bản OB21 nó vẫn rất là ngon nhá. Ui, phải công nhận nó ngon cực kỳ luôn anh em ạ. Mà cây mũi quả Thompson anh em ơi. Cái súng Thompson hiện tại là trong rank nó chưa có. Nếu mà sắp tới trong rank nó có thì chắc là sẽ bá đạo lắm đây anh em ạ. Thompson hiện tại nó chỉ có trong tử chiến thôi. Thì tôi đang tính nói là combo mạnh mẽ nhất OB21 đấy là XM8 và Thompson anh em ạ. Hai cây súng phải nói là vô cùng là mạnh luôn anh em. Đặc biệt là skin XM8 quái thú nhá. Tôi nghĩ là sắp tới thì game Free Fire cũng sẽ ra mắt cái skin cho súng Thompson thôi. Đấy, thì nghe phải tưởng tượng bá đạo đến cỡ nào. Ok, tầm này trong trận đấu của chúng ta chỉ còn lại 13 người chơi thôi. Thì anh em hãy theo chân tôi, chúng ta cùng đi săn mạng nhá. Ui, cái gì đấy? À, đi Monster Truck, đi lậm thính à? Mày này hay lắm. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Làm quả sương sương mạng thứ 5 này. Các bạn thấy ngon không ạ? Cực kỳ đơn giản đúng không? Tôi qua đây tôi lượm hòm thính nào. Ây, chúng ta có súng băng này. Tuyệt vời luôn. Và tranh thủ ở lượm xác luôn cái thằng này này. Ôi, có cả tay súng 3 cơ. Phê đấy. Ui, làm quả băng đạn thay nhanh này, phê không? Làm quả băng đạn đôi khá là ngon anh em ạ, đừng đùa. Rồi nha, mình sẽ vứt mấy cái trang bị thừa đi. Các bạn là mình không thích để mấy cái trang bị thừa trong ba lô ấy. Không dùng thì vứt nó đi cho ba lô nó rộng chỗ luôn đúng không nào. Rồi nha, vì con xe motor chắc này anh em thoải mái mà chạy mà đi cắn người, bánh nó to cắn người dễ lắm, cơ ông ạ. Tôi sẽ lượn lờ quanh đây coi xem có ai không đây. Đây. Hello, à, ở trên có người đấy. Úi dồi này. Gặp XM8 thì tắt điện em nhé. Ui, làm quả cực kỳ đơn giản đúng không? 6 kill luôn. Ui, thanh niên rơm rơm này. Lần sau nhá, chừa mặt anh ra nha em. Úi dồi ôi, tưởng thế nào, thanh niên chơi thế này thì hỏng. Toang toang anh em ạ. Đấy, đứng ngay đấy. Tôi cầm XM8 tôi sấy cho chỉ có nước xanh mộ lên bản điểm số thôi. Và đây các bạn ơi, tình hình là trận đấu lúc này còn lại 9 người chơi thôi. Ai à, để xem là chúng nó đang ở đâu thì chúng ta sẽ cùng đi tìm nhá. Ui, đây rồi, ở đây có người đấy.
Mày à, mày hả bưởi, mày chạy nổi không em? Ui, chạy nổi không em? Vẫn đang ở trong nhà anh em ạ. Lẩn à, lẩn à? Úi rồi lẩn à, lẩn đi đâu em ơi? Chạy đi đâu? Ui, chạy đi đâu con sâu này? Đậu xanh? Gì đấy? Anh em chờ tôi tí nhá. Tôi câu liệu nó này. Mày này, làm sao? Chạy đi, làm sao này? Trái nữa này. Ui, nó vẫn né được cả. Hay đấy nhở? Oh man, hay nhở? À, đây rồi, đang ngồi đây rồi. Mày này, thích núp không hả em? Úi rồi này, cái đậu xanh. Ui, dựng mông keo cơ, vỡ đầu. Nhìn quả dựng mông keo nể vãi anh em, mà nó cuống anh em ạ. Dựng mông keo thế này thì toang bạn ạ, toang. Là sao, cẩn thận xíu nhá. Ê, thế là sao, nhẹ nhàng. Tôi có 7 kill rồi. Đây nhá, tranh thủ làm sao nó này. Ấy, lại có thêm mông keo ngon không anh em? Tự nhiên làm quả bây giờ 16 trái mông keo anh em, thấy khủng không ạ? Với cái số lượng bông keo này mình rất là tự tin luôn anh em. Hôm nay không top 1 chắc xóa game mất. Cơ bản là nhiều bông keo thì anh em có lợi thế mà. Đấy. Ui thằng nào đấy, thằng nào lại cắn trộm mình rồi. Ui đậu xanh nhở. Toàn gặp mấy thanh niên kiểu cắn trộm. Thế ông nào dám ra đây solo đi. Này, gợi đòn luôn anh em ạ. Ui vãi trưởng. À thấy rồi nhá. Ở ngay phía đó nhá. Thì ra là ở ngay phía căn nhà SVK à. Rồi ok, bình tĩnh đi bạn. Bình tĩnh đi, có giỏi qua đây solo này. Ơ mà anh em mà hiện tại bo gần thú lại. Ui vãi thế. Phía sau mình cũng có người này. Cái đậu xanh này. Úi rồi này. Này chạy đâu. Vãi. Hai đứa chúng nó team up với nhau luôn. Ui. Thề luôn. Mấy hôm nay toàn bị giết bởi mấy đứa chúng nó team up với nhau. Chán dã man anh em leo rank. Gian lận kiểu này. Tí mình mà bị chúng nó giết, mình report anh em ạ. Đậu xanh này, hai thằng kia nhá. Cẩn thận nhá. À đủ. Hai đứa nó team up anh em ạ. Trông khó chịu ghê nhỉ. Chơi game không chơi. Ai lại team up thế này. Mày này, ui dồi ôi, ai lại công lên thế? Thanh niên chắc là đang chơi solo, nghĩ mình chơi đua đây mà. Đấy, sau nhá, thanh niên thứ 8 rồi nhá, thằng kia. Mày ngay sau con keo đúng không, từ từ. Mình thấy là đây cũng có người, mình sẽ lượn lờ qua đây trước này. Ở đây thì chắc là nó đang vào nhà quần máu rồi, vừa nãy thấy bắn gợi đòn mà. Hoặc là đang núp chỗ nào đấy. À, tập trung trước mặt nha, làm sao? Ui vãi trưởng, bắn giá thế. Giá thế bạn ơi, ui mình sợ. Thế nên công nhận là bắn giá phết anh em ạ. Đừng đùa với mấy bọn này, cho nó chơi bắn giá thật. Ok, tôi quần máu đã. Ok, lên trên thôi anh em, lên trên. Tầm này chạy vòng thôi, thôi anh, tha em. Đậu xanh bắn giá thế, ui dồi. Đã bảo tha em rồi cơ mà, nhiều khi kiểu đậu xanh kẻ địch nó cứ dồn mình đến đường cùng anh em ạ. Số nha, let's go. Và đây, bo lần này sẽ thu lại rất là nhỏ luôn nhá. Chắc là tôi lựa đường nào là an toàn anh em, lựa đường nào an toàn chạy xuống dưới là ok này. Úi dồi ôi đây, mọi người. Đây mình sẽ chạy xuống phía dưới này nhá. Ok này, vòng bo tiếp theo thì phải nói là đã khá là nhỏ rồi và cơ hội top 1 của mình ngày càng cao nhá. Với con nhân vật mới này mình khá là tự tin, cơ bản là nhiều thằng nó mảnh ngắm gái anh em ạ, nên là anh em cứ vô tư đi, thật mà, lo gì. Rồi nhá, ok, lượm thêm máu này, lúc nãy xài tốn nhiều máu quá. Không sao. Là bây giờ chúng ta lại có 6 túi máu rồi. Lại vô cùng thoải mái nhá. Đây rồi. Thì mình lần qua phía này xem nào. Ê, người chưa thấy anh em ơi. Thằng góc kia nó chạy vào bo rồi, tôi nghĩ thế. Và bo thì ở ngay phía trước mặt thôi. Đây mọi người. À đủ, chưa thấy thanh niên nào cả này. Thôi thì mình qua tạm phía này nhá. Ok, thôi không đi xe, đi bộ cho nó lành. Ê, ui, vãi trưởng. Bất ngờ thế. Ui thanh niên này, bắn bất ngờ mình luôn này. Ui, bạn em mình sợ. Vãi nhở. Gì đấy. Chơi vui rồi nhá. Ok, tầm này chơi vui rồi nhá. Ra đấy. Cái đậu xanh này. Ui, vãi trưởng. Sợ thế. Ra đây em ơi. Cái gì đấy. Giỡn nó xíu anh em ơi, ra đây. Úi dồi này. Tuổi gì. Giỡn nó xíu thôi anh em ạ. Tôi biết ngay nó chạy qua ngay mà. Thế là xong, hạ cũng nó đơn giản thôi đúng không. Đây mình còn máu cái đã. Rồi tầm này còn hai thằng cuối nhá. Ui nữa hả? Ui các ông hack map à? À đậu xanh này, vừa hạ gục xong được kia thằng này đến luôn này. Các ông như kiểu là cướp lấy mạng tôi ấy. Tôi sợ quá. Đâu hình như là còn một thằng nữa ở đây đúng không? Mình vừa thấy nó nhảy đây này. Mày này, mày có chừng tao nha mày. À được rồi, để mình coi nào, xem nó đang ở đâu anh em ạ. Úi rồi, phía này không có nhỉ? Sao nhỉ? Vừa thấy nó ở đây cơ mà. Hình như là ở ngay công tường à? Mày à, tao thấy mày rồi. Mày chết nha mày. Ba trái lựu này, úi rồi ôi. Ra đây em ơi, ra đây em. Ui, ra đây em. Yeah. Tuyệt vời mọi người.
11Q tập 1 nhá. Ngon like. Tập này thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kẹo nhá. Thank you mọi người rất nhiều.